Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt liên quan đến cảng cá Thọ Quang, nên từ hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà quyết định thiết lập khu vực tạm thời phong tỏa phường Nại Hiên Đông để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, việc phong tỏa tạm thời phường Nại Hiên Đông bắt đầu từ 14 giờ ngày 30 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Địa phương đã ngay lập tức thiết lập các chốt ra vào địa bàn để kiểm soát người và phương tiện di chuyển ra vào địa bàn. Chuyển qua thì chúng tôi đã triển khai tất cả các chốt trực ra vào ở trên địa bàn phường. Thì trên địa bàn phường tổ chức là có 3 chốt ra vào thôi, còn lại là chốt cứng hết. Rồi tiến hành phong tỏa và chốt trực các cái điểm. Hiện nay cũng 17 cái điểm mà cách ly phong tỏa tại có cái khu F0. Rồi khẩn trương truy vết, rồi phong tỏa mềm tạm thời các cái điểm nó liên quan tới F1. Phường Nại Hiên Đông hiện có 8.500 hộ dân với khoảng 40.000 nhân khẩu. Tính đến nay, trên địa bàn phường đã ghi nhận 55 ca mắc COVID-19, chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang. Riêng trong ngày hôm qua 30 tháng 7, phường ghi nhận 12 ca mắc mới. Trong sáng nay, quận Sơn Trà đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân trên địa bàn phường. Thì tháng này đã triển khai là 10.000 dân, dự kiến là xét nghiệm 28.000 trong một ngày rưỡi để mà phát hiện những cái ca bệnh trong cộng đồng. Đối với lại cái nhu yếu phẩm á, thì hiện nay chúng tôi đang triển khai là có những cái khu vực sẽ bán hàng lưu động cho bà con nhân dân và sẽ quy định là mỗi cái khu vực như vậy là mua tại điểm nào. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của toàn dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà sẽ đánh giá nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp phù hợp ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.